Bây giờ là sản phẩm của các bạn và chúng ta cùng kiểm xem là các bạn có những sản phẩm gì nhá. Đầu tiên là kiểm của bạn Sanasi. Nào xem nào. Đây là một gói bánh quế đúng không? Rất là ngon. Và bạn Sanasi, quá còn lấy được một cốc ngô nữa này, bỏng ngô nhá. Và cam. Đây là quả gì? Quả quýt đúng không? Và đây là thạch này. Đấy, có cả thạch. Ngoài ra bạn Sanasi còn kiếm được cả khủng long nhé các em nhé. Rồi, bây giờ đến lên bạn Borussia nào. Rồi, đây là sản phẩm của bạn Borussia. Đầu tiên là có một cái kẹo mút kìa. Kẹo mút khổng lồ luôn nhá. Tiếp theo là gì đây? Cái này là trứng chim. Trứng chim để trên cây. Nào, còn gì nữa không? À, chai nước này. Đúng rồi. Rồi, và con xem là còn gì nữa nào. À đúng rồi bạn, sai bạn Lucy, mình là thích cam quýt và đây có rất là nhiều cam quýt. Ngoài ra còn có một cốc thạch này, đây là cốc thạch cuối cùng mà bạn ấy vừa săn về đấy. Còn đây là rất nhiều cam nhé, bạn ấy thích ăn cam mà. Bây giờ cùng xem bạn Gosi sẽ thu hoạch được những gì nhá. Bạn Gosi đã bị sa này nên là không biết có được nhiều không. Sản phẩm của bạn Gosi này. Bạn Gosi kiểm đi. Hai cốc thạch, hai lần đi và một kẹo túi kẹo trứng chim. À, một đống ná nữa, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn đồ mà chúng ta thích nhá. Bạn nào thích ăn đồ gì thì ăn. Bạn Sanasi thích ăn đồ gì? Ok, bạn Sanasi thích ăn đồ gì? À, bạn Sanasi thì thích ăn kẹo mút của chị. Rồi. Ờ, bạn Sanasi vừa bảo ăn bánh quế mà. Rồi, bạn Sanasi đổi ý rồi, bạn ăn kẹo mút. Bạn con si vậy thu hoạch được cái gì ấy bạn con si. Ô bạn con si vừa đi vào rừng này hái được cả hoa chuối à. Đâu xem nào. Ờ xem bạn con si hái cái gì nào. Quay. Ôi bạn con si đã thiết kế ra được một cái để cắt hoa chuối kìa. Mà vừa đâu con vừa cắt được hoa chuối đâu rồi đi các bạn xem nào. Vừa có một cái hoa chuối đâu rồi. Đây là các em ơi. Xem nào. Wow, các em ơi, thấy cái hoa chuối to chưa? Bạn là Bonosi của mình đã vào trong rừng và hái được cả cái hoa chuối này. Hoa chuối rừng. Đấy, đã được cảm ơn luôn. Rồi, để đây nhá, cái hoa chuối này có ăn được không nhỉ? Chưa? Rồi hai bạn đã ăn kẹo một lúc, nghỉ ngơi một lúc các bạn đi vào rừng tiếp nhé. Ngon không? Bạn con xịt hết quần áo rồi làm gì bây giờ? Khi tắm á, rồi là rét lắm. Rét lắm tắm được không? Kẹo ăn con si ăn chưa? Rồi các bạn đang nghỉ ngơi hết mệt chưa? Đúng rồi, bây giờ các bạn đang nghỉ mệt rồi. Và hết mệt rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi hái hoa nha. Rồi, các bạn nhỏ lại tiếp tục vào trong rừng hái hoa để kẹo nữa sẽ bán hoa quả để đi kiếm tiền các em ạ. Những bông hoa dại. Rồi các bạn đi ra đã mọi nơi cảm ơn đời của các em kìa. Nào xong chưa? Hai hoa xong chưa? Rồi bạn Sanasi xin được mấy cái bông hoa bé tí. Bạn có xin được mỗi bông hoa bé tí. Thôi đi về đi, chúng mình bán đồ đi. Vâng, hả rồi. Bây giờ bạn Bossy sẽ là người bán hàng nhá. Còn bạn Sanasi và bạn Bossy sẽ mua hàng nhá. Ồ, bạn Sanasi là người bán hàng rồi. Bạn Bossy bạn đi đâu đấy? Hả? Mua gì vậy? Mua hàng mua kẹo à? Thôi, cửa hàng ở đâu? Rồi, bạn Bossy đã đi đến để mua hàng rồi. Cửa hàng đâu bạn Bossy? Cửa hàng đóng cửa rồi. Ồ, quá cửa. À đây rồi, bà chủ quán đã dậy rồi.
hai bạn nhỏ mua gì vậy? Bà con xin mua gì? Hàng người ta để ở dưới, muốn mua cái gì thì hỏi người ta bán cho mà. Kẹo mút khổng lồ to quá không thể nào qua được cửa. Ồ, bạn Borussi đành phải. Đấy. Rồi. Ồ, đừng vào nhà người ta chứ, mua phải đứng ngoài cửa hàng chứ. Rồi, bạn. Ôi ôi. Rơi rồi, vỡ rồi. Kẹo bắn ra ngoài rồi. Đấy, bạn ấy bán hàng đều thế. Kẹo mút khổng lồ gì mà có hai cái thôi à? Bán rẻ thôi nhá. Rồi, đã mua xong cái kẹo khổng lồ rồi và bạn và Rosi lại đang hỏi xem là bà bán hàng, bà sai là xe bán hàng có những gì. Ôi, có cả bóng hô nữa kìa. À, có cả khủng long nữa kìa. Còn gì nữa không? Ôi. Bạn bà Lucy nhá, rất là giàu nhá, mua hết cả bồng ngô của nhà bạn Sanxi luôn. Đâu rồi? Đấy, bạn ấy cho. Đấy, mua cả cam quýt nữa cơ. Nào, sao lâu thế nhỉ? Vậy à, có cả người Oxin à? Có cả Oxin à? Nào sao bán đâu thế? Ôi, rất là nhiều đồ luôn. Ôi, nhiều đấy kia, sao cho qua được, cho qua ít một thôi. Bởi vậy là bạn Sanxi đã đưa tư bóng cho chị rồi và đấy, bán hàng sẽ đưa hàng ra qua cửa sổ để chị sẽ mua nhá. Một hộp rất là to. Nào sao vừa đây. Thôi phải đưa qua đường kia rồi. Rồi. Rồi sau khi bạn ấy đưa qua đấy thì bạn ấy lại phải đưa qua cửa sổ, không thì bạn ấy không cho các bạn vào trong vì các bạn vào trong sợ sẽ lấy hết đồ vì bạn ấy không quản lý được. Đấy, có cả Thạch đấy nhá. Ôi, bạn con Si vào trong nhà rồi. Ơ, bạn con Si ra đây. Lại vào. Ồ, kìa kìa, cửa bánh kìa. Đấy. Cảm ơn cô, tôi mua nhà rồi. Thôi, chúng mình đi ăn đi. Lấy đi. Ôi, bán đắt vậy. Ôi, người giàu mà. Thôi. Mới bảo bo rồi còn trả lại. Rồi vậy là bạn bò Si đã về đến nhà mình rồi và sẽ mở đồ ra ăn nhá. Rồi các bạn ấy đã mua xong rồi và đã về nhà mình để ngồi ăn rồi. À, ăn đậu phụ à. Ơ này, bạn Sanxi này, vừa đang bán hàng ra đây này. Ơ, bạn Sanxi vừa bán hàng, bây giờ rảnh cũng dậy ra đây cùng với cả các bạn ấy đấy. Bây giờ bạn Borussi ăn đồ xem đồ của nhà bạn Sanxi bán có ngon không nhá. Ok. Nào, đưa đây. Rồi, một người thì ăn đậu phụ này. Bạn Sanxi ăn gì đấy? Ồ, kem ốc quế à? Cho bạn Borussi ăn mấy. Nào, cho bạn Borussi cái kem ốc quế nào. Borussi ăn kem ốc quế với chị không? Đấy. Không bóc được à bạn bố xí. Bạn bố xí kìa. Không có cách nào để bóc được cái thành ấy ra để ăn kem ạ. Ô bạn bố xí đã bóc được rồi à? Ô bạn bố xí đã bóc được rồi kìa. Anh nhanh lên rồi đi về nhá. Ấy, bà bảo đi về rồi. Thôi chúng mình đứng dậy nào, tất cả đứng dậy, đi về.
cầm đồ đi.